hate to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights, I can't wait to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights. Xin chào các bạn ơi, hôm nay các bạn có khỏe không? À, chắc là khỏe chứ. À, xin chúc mọi người đẹp trai đẹp gái có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy sức sống mọi người nha. À, các bạn ơi, hôm nay thì mình tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, đó là bốn con gà các bạn. Anh cho 500.000 subscribe mà các bạn và tất cả mọi người đã ủng hộ mình nha các bạn. Thì hôm nay thì mình đủ anh em lên suối này để làm gà ăn vui chơi cho các bạn xem các bạn nha. Xin mời các bạn xem chúng mình làm và xem phong cảnh ở đây cũng rất là đẹp nữa các bạn. Thôi các bạn, ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bạn nha. Bây giờ mình đi kiếm củi và chuẩn bị làm thôi, làm gà các bạn. Đi làm thôi. Các bạn ơi, đây bốn con gà đây các bạn, hai con nữa, ba con mình nướng, còn một con là luộc các bạn, luộc nấu cháo. Bây giờ là chúng mình chuẩn bị làm các bạn nha, đang làm đốt lửa rồi nướng rồi nấu. Sắp chưa? Có đang thả gì cả? Nấu xong rồi. Đấy, ok. Đúng tối. Đúng rồi, đúng. Đúng. Gì ta? Mới nghĩ ra nó vên mất. Mình là tuần thứ hai hả? À.
Hello các bạn, mình là Tấn thứ hai. Đây cũng lần là lần thứ hai mình đi quay. Không phải quay nhiều, không phải nói chung là còn bận học. Thông cảm đỡ. Bây giờ là đi tắm các bạn. Đi tắm tí nữa ăn. Bạn thông cảm nha, mình không biết bơi. Không biết bơi à Tức? Nó thiệt cũng dữ. Xoài. Em mua ăn mình mua cho ta mình. Một con. Đấy. Ba con sợ. Sợ đi. Sợ.
Các bạn ơi, chúng mình đã làm xong rồi các bạn. Có 4 con gà, 3 con thì nướng, còn 1 con thì nấu cháo. Hôm nay thì mình cuối tuần rủ các em đi chơi, như mình đã nói thì làm 500.000 subscriber, mọi người ủng hộ mình đó các bạn. Thì xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ mình thông qua đăng ký kênh cũng như xem video những đợt quảng cáo của mình. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay mình làm tổ chức mọi người ăn 500 người đăng ký ấy các bạn. Nói hơi bị rách, thì như các bạn thông cảm, nhiều khi mình lên sóng cũng hơi căng thẳng tí, nhưng mà phải cố gắng bình thường thôi các bạn nha. Vì cũng giống như mình đang nói chuyện với các bạn á, thôi mình cũng thoải mái thôi tí các bạn nha. Thôi cảm ơn, lẽ ra mình làm sớm nhưng mà mình bận quá nên mình không có làm. Bây giờ tổ chức luôn. Bây giờ xin phép được ăn các bạn nha. Ăn 4 con gà. Mời mọi người ăn với mình cho vui. Mọi người ở đó thì cứ like cái gì like. Mình ở đây like con gà luôn các bạn nha. Mời mọi người ăn đây, con gà đi mọi người. Ăn đi. Mời đầm đổ luôn. Mời mọi người ăn đi. Mọi người. Đúng rồi. Bây giờ là xin phép ăn mọi người nha. Đây, mình ăn đi. Bây giờ đổ muối vào đây nè. Đấy. Đấy. Đổ vô đây nè. Đấy. Đấy thôi. Trời, muối nhiều quá ha. Ai ăn cháo tí nữa lấy cháo nha. Để ăn xương cắt nhỏ ra. Từ chứ. Bây giờ là dọn sạch sẽ hết rồi đi về các bạn nha. Dọn mấy cái này đem về bán nhâm giữa chứ bỏ uổng lắm. Nè, bỏ vô đi. Mua sinh hồi chưa đấy. Dọn sạch sẽ rồi cái nào để tránh ô nhiễm môi trường. Dọn hết đi, nước dọn hết đi. Cháo ăn nữa, ăn nữa này để cá ăn. Bà cái muối hả? Rồi. Luôn. Cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn nha. Bây giờ mình phải dọn sạch sẽ hết chứ không thì không có nên. Đi làm ở đâu cũng phải sạch sẽ các bạn. Thôi chào các bạn nha. Bây giờ mình dọn tiếp rồi đi về thôi. Rồi cái này gom hết luôn đi. Tên, đi không? Gom hết luôn Tên. Cái này là bao da nè. Đi da cái đi chơi. Đi. Chỉ đi tay cho tông. Con mình nhiều muốn xanh. Mày tao đi lẻ lên đi. Tại mày tịch về tưng. Em mang tới em ạ.